đạo diễn Dương Di, biên kịch Phí Tệ Quân, Lý Hiểu Lượng. Với sự góp mặt của các diễn viên Lưu Khải Quy trong vai Du Chí Diễn, Dương Âu trong vai Triệu Gia Nhi, Trương Manh trong vai Triệu Thù Địch, Du Dịch Đằng trong vai Thiệu Kiện, Triệu Sở Quang trong vai Tiêu Khải, Lưu Dân Thông trong vai Du Chứng Hiên, Giang Tử Tinh trong vai Đa Đa, Nhan Cảnh Giao trong vai Trần Tú Trân, Trương Thụy Gia trong vai Hồ Mỹ Lâm, Uông Dương trong vai Triệu Quốc Phú, Lý Văn Tuấn trong vai Cố Triều Dương và sự tham gia của một số diễn viên khác. Bộ phim Tình Yêu Đông Đầy. Tập 14. Chị ơi, những người giống như chị được lớn lên trong một gia đình có đầy đủ cả ba mẹ không hiểu được cảm giác của những bà mẹ đơn thân và rất cực khổ nuôi con đâu. Mẹ bình thường tại sao lại phải làm như vậy? Không có chuyện gì lại đi tới bệnh viện tìm cho ra bệnh. Nói đau ở đâu đó là bởi vì bà ấy không có cảm giác an toàn. Em nói chị nghe, những người lớn tuổi họ sợ nhất chính là không có cảm giác an toàn. Mà chuyện anh chị muốn bán căn nhà của mẹ Trí Diễn á, đã ảnh hưởng vô cùng lớn tới cảm giác an toàn của bác ấy. Em nói cũng có lý. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Chị cũng không thể bỏ không mua nhà. Chị không cam tâm, em chỉ cách cho chị đi. Bây giờ tìm ra được căn nguyên của vấn đề rồi, vậy thì bắt đầu giải quyết thôi. Cách thì có đó, nhưng mà phải coi chị có chịu nhường bước hay không. Nói đi nói đi. Chị gọi điện cho mẹ chồng chị trước đi, hẹn gặp bác ấy rồi em chỉ cách cho. Hẹn mẹ chồng chị hả? Ừ, nhanh lên đi. Hả? Điện thoại nè. Ừ. Bà ngồi đây nha, tôi đi lấy thuốc. Alo. Alo, mẹ hả? Con Jenny nè. Dạ, tối nay mẹ có rảnh không mẹ? Con có chuyện gì sao? À, được rồi, mẹ biết rồi. Dạ, vậy tối gặp lại mẹ. Ok. Vậy làm sao? Được rồi, chị nghe em nói. Mẹ chồng chị không phải là sợ cảm giác bị bỏ rơi hay sao? Vậy thì chị cứ thêm tên của bác ấy vô giấy tờ của căn nhà mới không phải là được sao? Mặc dù không có sống chung với vợ chồng chị, nhưng tên của bác ấy là có trên giấy tờ nhà. Bác ấy sẽ không cần phải sợ việc chị bán căn nhà này nữa. Cao tay, không hổ danh là em của chị. Nè, chuyện tăng lương của bộ phận cô tính sắp xếp sao đây? Thì cứ như cũ, không có vấn đề gì thì cứ cho tăng 8%. Nhưng Triệu Giai Ni chỉ có thể cho cô ta 6%. Như vậy là có ý gì? Hôm nay tôi có gặp cô Alice, nhân viên của bên cô. Cô ta nói Triệu Giai Ni đã muốn vay tiền để mua nhà. Nếu như muốn ngân hàng cho vay tiền thì tiền lương phải được tăng 8% mới được duyệt. Nhưng nếu như cô chỉ tăng cho cô ta 6%. Nhưng mà cô ta không có phạm lỗi gì, tôi không thể vô duyên vô cớ giảm bớt 2% được. Đâu có gì đâu, công ty cũng đã có quy định rồi, tăng từ 6 đến 8% là hợp lý. Cô chỉ tăng cho cô ta 6%, tuy rằng trong lòng ấm ức nhưng cô ta cũng biết nói với ai. Quan trọng cảnh cáo cô ta đừng gì thấy được Tiêu Khải trọng dụng bệnh lên mặt, cô ta cũng chỉ là cấp dưới. Vậy lỡ như cô ta làm ầm lên thì sao? Vậy thì quá tốt rồi,
Muốn làm lớn chuyện đúng không? Làm ảnh hưởng đến trật tự ở công ty, cô càng được thế đi tới chỗ Hanh Lợi Trần kể tội cô ta. Nếu như cô ta bất mãn vậy thì ra đi. Quá hoàn hảo. Được. Vậy à? Thôi, tôi đi làm việc đi. Giám đốc Bạch, Triệu Jenny đâu? À, cô ấy nói tới công ty Đinh thì đặt hàng dự án phim hài rồi. Sao cô ta không nói với tôi tiếng nào? Chuyện này... Thôi, cô làm việc đi. Dạ. Ừ, Alice hả? Cô tới đây một chút. Tôi muốn bàn với cô về chuyện tăng lương. Được. Chủ biên, là chú này tới tìm anh. À, chú Cố. Ừ. Tiểu Hòa, cô làm việc tiếp đi. Dạ. Cảm ơn. À, chú Cố, chú ngồi đi. Ừ. Sao chú lại tới đây? Trí Diễn à, mẹ con bị bệnh rồi. Mẹ con bị bệnh rồi? Ừ. Mẹ con sao rồi chú? Bị bệnh gì vậy? À, con yên tâm đi, cũng không nghiêm trọng lắm đâu. Thật không? Thật mà, yên tâm đi. Mẹ con bị bệnh, sao bà ấy lại không nói cho con biết chứ? Ơi trời, con nói vậy là không đúng rồi. Không lẽ cứ chờ bà ấy nói thì con mới biết sao? Tính tình của bà ấy con đâu phải là không biết. Lâu vậy rồi không về thăm bà ấy, tới điện thoại cũng không gọi luôn. Con làm con như vậy là hơi vô tâm rồi. Ủa, không phải cô giáo Hồ sao? Lâu quá không gặp. Chủ nhiệm Lý, dạo này sao rồi, vẫn khỏe chứ? Tôi vẫn khỏe. Ủa, nghe nói Trí Diện muốn bán căn nhà ở đây đi đúng không? Nhà chị tính dọn đi đâu ở vậy? Là hai đứa nó muốn mua nhà mới chứ không phải tôi. Vậy là chị không ở chung với tụi nó hả? Tôi cứ tưởng Trí Diện bán căn nhà đi, mua nhà lớn hơn rồi đón chị về ở chung chứ. À, ba mẹ vợ Trí Diện giúp tụi nó giữ con. Có thể là tụi nó sẽ ở chung với ba mẹ vợ nó đó. Vậy Trí Diện cũng phải biết cân bằng chứ. Thằng bé này sao lại có thể như vậy? Hồi trước nó chẳng rất hiếu thuận với chị. Lúc đó là thi đại học xong, rõ ràng có thể đậu vô trường Thanh Hoa Bắc Đại. Nhưng vì muốn ở cạnh chăm sóc chị nên đã bỏ qua mấy trường đó, chỉ học ở một trường tại Thượng Hải cho gần nhà. Thằng nhỏ ngoan quá chừng. Giờ nó cũng lớn rồi, có gia đình riêng phải chăm sóc chứ. Cô giáo Hồ, chúng ta sống ở khu này hầu hết trước đây đều là đồng nghiệp của nhau. Con cái của chúng ta đều là những đứa ngoan ngoãn, hiểu biết, thấu tình, đạt lý. Chị đã chịu bao nhiêu cực khổ để nuôi Trí Diễn khôn lớn. Chúng ta là hàng xóm hơn 20 năm nay, lẽ nào tôi không biết? Nếu như ba Trí Diễn còn sống, nhất định sẽ nói với nó. Bây giờ sao so với trước đây được? Ờ, chị xem tôi nè, hỏi thăm chút thôi là được rồi. Ở nhà đang đợi tôi về nấu cơm đó. Vậy chị mau đi đi. À, vậy hôm nào có thời gian tới nhà chơi ha. Tạm biệt ha. Tạm biệt. Chú mới nói là Jenny hẹn mẹ con tối nay để bàn về chuyện nhà cửa hay sao? Ừ. Phải nói sao ta? Chú chỉ là người ngoài, theo lý mà nói thì chú không có quyền nói. Nhưng mà có một số chuyện chú thật sự không nhịn nổi nữa. Từ lúc mà tụi con nói muốn mua nhà, muốn đi xem nhà, rồi sau đó lại nói muốn bán nhà, từ bữa đó tới bây giờ chưa có đêm nào mẹ con ngủ được yên giấc, cũng chưa có bữa cơm nào ăn được ngon miệng. Cứ như vậy bệnh ngày càng nặng hơn. Trí Diễn à, tụi con ép mẹ con quá rồi đó. Không phải, thực sự là tụi con không hề nghĩ là mẹ con lại có phản ứng mạnh đến như vậy. Con đứng trên lập trường của mẹ con mà nghĩ thử đi. Từ sau khi ba con qua đời, bà ấy chỉ có mình con thôi. Bây giờ con lập gia đình rồi, cũng đã có con nhỏ cần lo cho gia đình, tự nhiên việc chăm sóc mẹ con cũng giảm dần. Hơi, người ta nói lấy vợ rồi là sẽ quên mẹ. Điểm này chỉ cần không quá đáng thì cũng là một chuyện thường tình. Một số người có tuổi trong xã hội hay thích kiếm chuyện,
sớm đã gây chuyện phiền phức rắc rối cho con trai mình từ lâu rồi. Con nói đúng không? Còn mẹ con thì sao? Bà ấy không như vậy. Bà ấy không nói tiếng nào mà đã giao căn nhà cho tụi con, rồi tự dọn ra ngoài ở. Thử hỏi bà ấy hy sinh nhiều tới chừng nào đi. Điều này thì con biết. Thực ra con cũng muốn chăm sóc cho mẹ nhiều hơn. Chỉ có điều là con người con thật kém cỏi. Hơn nữa mẹ con lại không nói gì hết, nên con cũng không biết phải làm sao để quan tâm bà ấy mới tốt. Hôm nay chú nói những lời này với con không phải trách móc con đâu. Chuyện con mua bán nhà chú đều có thể hiểu được. Nhưng mà mẹ của con không đồng ý bán nhà thì con cũng phải hiểu cho cảm nhận của mẹ con. Con hãy đứng trên lập trường của mẹ con mà suy nghĩ thử. Không cần biết một người lúc còn trẻ sống như thế nào, nhưng mà khi lớn tuổi rồi cũng sẽ tự chừa cho mình một con đường lui. Trong tay có căn nhà thì mới có thể cảm thấy yên tâm được. Không cần biết có ở không, nhưng cũng có được cảm giác an toàn. Con thấy có đúng không? Tụi con vẫn còn trẻ, những tháng ngày sau này còn dài lắm. Không giống tụi chú, qua được hôm nay cũng chưa biết được ngày mai. Mẹ à, món này là món cuối, con nấu sắp xong rồi. Nấu xong mẹ con mình ăn trước luôn, không chờ Trí Diễn nữa. Con đoán là anh ấy bị kẹt xe, về tới nơi rồi còn phải đi tìm chỗ để xe nữa. Hôm nay con nấu món tôm mẹ thích ăn nhất nè. Mẹ đang uống thuốc bắc, mấy thứ đó dễ dị ứng lắm, bác sĩ không cho mẹ ăn. Dạ không sao, con còn nấu món khác nữa. Còn đang nóng, qua ăn luôn đi mẹ. Đi. Không cần đâu, hơn 7 giờ rồi. Nếu mẹ về trễ, chú cố sẽ lo đó. Có gì con cứ nói thẳng luôn đi. Anh, vậy thôi chờ Trí Diễn về rồi nói cũng được, không sao. Không cần chờ đâu. Có phải chuyện nhà cửa không? Mẹ tới đây cũng là muốn nói cho rõ ràng với hai đứa con luôn. Căn nhà này ở bao lâu cũng được hết, nhưng nếu muốn bán thì mẹ không đồng ý. Mẹ à, thật ra vì chuyện căn nhà này mẹ giận tụi con có thể hiểu được. Nhưng mà tụi con mua nhà không phải vì tụi con muốn hưởng thụ, mà tụi con là vì Hiên Hiên. Từ khi Hiên Hiên bắt đầu có hồi ức tới giờ thì luôn để thằng nhỏ ở nhà ba mẹ con làm mẹ, nhưng lại không thể ở bên con mình cùng nó trưởng thành, cũng không thể tận tay chăm sóc nó. Con cảm thấy rất có lỗi và tự trách bản thân mình. Cho nên con mua nhà chính là bởi vì muốn sớm đón Hiên Hiên về ở chung với tụi con. Mẹ hiểu cho con nha. Trong cuộc sống này, biện pháp giải quyết luôn nhiều hơn những khó khăn. Thời của mẹ ngày xưa, làm gì có ai giúp chăm con đâu. Chỉ có hai người, buổi sáng đi làm, đem con tới gỡ nhà trẻ của đơn vị. Sau khi tan ca, hai người chia nhau chăm sóc con, làm việc nhà, nấu cơm. Bà của Trí Diễn còn phải làm công tác nghiên cứu nữa. Con nói còn những khó khăn đó, ba mẹ cũng đều gặp rồi. Thực ra còn khó khăn hơn nhiều, nhưng ba mẹ đã khắc phục được. Không lẽ bây giờ tụi con lại khó khăn hơn thời mẹ lúc trước sao? Mẹ à, những gì mẹ vừa nói con đều hiểu hết. Nhưng mà mẹ xem, con với Trí Diễn, hai đứa con ai cũng bán mạng kiếm tiền cố gắng làm việc, tụi con cũng đâu ai rảnh đâu. Bây giờ thời đại khác rồi, không thể so sánh với trước đây được. Bây giờ áp lực thật sự rất lớn. Mẹ coi bình thường con với Trí Diễn đi làm, ngoài thời gian làm việc chính thức ra, tụi con còn phải tăng ca, rồi phải quan hệ xã giao nữa, thật sự rất nhiều việc. Mẹ à, coi như mẹ không nghĩ cho tụi con, mẹ cũng nghĩ cho cháu của mẹ có được không? Đương nhiên là mẹ suy nghĩ cho cháu của mẹ chứ. Nhưng mà tụi con muốn đón Hiên Hiên về, việc gì phải bán căn nhà của người làm bà như mẹ đây? Con thấy như vậy có hợp lý không? Mẹ cũng không thể nói như vậy được. Vậy phải nói làm sao? Lúc con với Trí Diễn kết hôn, mẹ đã nói với con sao? Xã hội bây giờ áp lực cạnh tranh cực kỳ lớn, nếu như muốn sinh con nhất định phải thận trọng. Khi nào có đủ khả năng á thì hẳn nghĩ tới việc sinh con. Kết quả thì sao? Tụi con có nghe không? Không hề. Kết hôn chưa được mấy tháng, con đã có thai Hiên Hiên. Con tưởng nuôi một đứa con đơn giản vậy sao? Bây giờ con muốn mẹ phải chịu trách nhiệm với Hiên Hiên. Vậy tụi con làm ba mẹ không có trách nhiệm nghĩa vụ gì với con mình sao? Mẹ, con biết giữa con và mẹ
luôn có một số mâu thuẫn, có một số hiểu lầm nhỏ. Vì chuyện này con vẫn luôn tự suy xét lại bản thân, vẫn luôn tìm hiểu xem mình còn thiếu sót chỗ nào. Kể cả chuyện mua nhà lần này cũng vậy, con với Tri Diễn cũng tự kiểm điểm xem xét lại bản thân. Cảm thấy tụi con rất đáng trách, tụi con đã không nghĩ tới cảm nhận của mẹ. Ba con cũng nói rồi, tụi con vừa kết hôn là mẹ đã dọn ra ngoài, vì mẹ không muốn chăm sóc tụi con. Nhưng con cũng phản bác lại ba con, con nói chắc chắn do mẹ muốn dành không gian riêng cho gia đình con. Đúng vậy, mẹ dọn ra ngoài là vì muốn để gia đình con ba người được sống thoải mái cùng nhau. Hồi đó mẹ với ba của Trí Diễn đã nuôi Trí Diễn lớn khôn thành người, cũng ở chính căn nhà này. Vậy thì tại sao tụi con lại không thể nuôi dưỡng Hiên Hiên khôn lớn trong chính căn nhà này chứ? Đúng. Mẹ, những lời mẹ nói con đều hiểu. Con cũng không muốn nói với mẹ mấy câu như thời đại không giống nhau gì đó nữa. Thôi con nói thật với mẹ luôn, hôm nay con mời mẹ tới đây thật ra muốn nói với mẹ một chuyện. Chờ sau khi bán được nhà rồi, con sẽ nói Trí Diễn để mẹ ký tên trên hợp đồng mua nhà mới này, để cho mẹ cảm thấy yên tâm. Mẹ thấy như vậy được không? Ký tên của mẹ sao? Căn nhà này vốn dĩ là của mẹ mà, mẹ không đồng ý bán. Dạ, con biết căn nhà này là của mẹ, cho nên mới muốn thêm tên của mẹ vào. Hơn nữa mẹ, nói thật là thật sự con không còn cách nào nữa, chứ không tụi con đã không làm vậy rồi. Con biết là mẹ không yên tâm, nhưng mà mẹ, con xin mẹ hãy tin tưởng tụi con. Tụi con nhất định sẽ chăm sóc cho mẹ mà. Mẹ ơi, mẹ ký đi. Mẹ không ký. Mẹ. Bà xã à, anh về rồi nè. Mẹ, mẹ tới lâu chưa? Mẹ cũng đã 60 mấy tuổi rồi, cũng không sống được bao nhiêu ngày nữa. Nếu như muốn mẹ chết thì cứ nói thẳng ra đi, chứ đừng có dằn vặt mẹ như vậy. Có chuyện gì vậy? Em biết mẹ lo lắng sau này mẹ già không có ai chăm sóc, cho nên em tính là trong hợp đồng mua nhà mới thêm tên của mẹ vào nữa. Mẹ, nếu như mẹ không tin tưởng con, mẹ cũng phải tin tưởng con trai của mẹ chứ. Tụi con làm sao có thể không chăm sóc mẹ? Chuyện lớn như vậy sao không chịu bàn bạc với anh trước chứ? Thì em cũng đang chờ anh về để bàn bạc với anh đây nè. Như vậy mà gọi là bàn bạc sao? Như vậy gọi là ép người trắng trợn thì có. Mẹ, sao mẹ lại nói con như vậy chứ? Còn ép người vô thế, còn đang lấy Hiên Hiên ra để ép buộc mẹ. Nếu như mẹ không đồng ý thì mẹ không phải là một người bạn tốt, đúng không? Không phải mà mẹ, con không có ý đó. Con chính là như vậy. Hồi nãy con còn nói muốn mẹ hiểu cho con, muốn mẹ thương Hiên Hiên. Có phải con nói vậy không? Dù Trí Diễn, mẹ à, tụi con tính sai nước cờ rồi. Có một số người vì con mình nó sẽ mềm yếu, nhưng mà mẹ thì không. Mẹ không có trách nhiệm nuôi dưỡng chăm sóc cháu. Nói về nghĩa vụ và trách nhiệm thì Trí Diễn, bà con qua đời bao nhiêu năm nay, mẹ vừa làm ba vừa làm mẹ, mẹ phải gánh gấp đôi trách nhiệm. Con không phải là không biết. Con biết chứ. Bây giờ Hiên Hiên phải do tụi con những người làm cha làm mẹ chịu trách nhiệm. Mẹ à, chứ không phải là một người làm bà nội như mẹ. Mẹ à, ông xã. Mẹ, cái hợp đồng này sao đây? Bây giờ hai vợ chồng tụi con tính luân phiền nhau dằn vặt mẹ đúng không? Mẹ, con biết chuyện này đều là lỗi của con. Hôm nay chú cố đã tới tìm con, chú ấy đã nói với con rất nhiều. Tối nay Jenny đã nói những gì với mẹ? Mẹ cứ xem như chưa nghe thấy gì hết đi, có được không? Ông cố đã nói những gì với con? Chú cố đã nói gì với con không quan trọng. Tóm lại sau này bất kể con làm sai chuyện gì, cần nói mẹ cứ nói, cần la mẹ cứ la. Mẹ đừng giữ trong lòng hoài, có được không?
Bây giờ con đã lớn vậy rồi, nói cũng không được. Con trai à, mẹ cứ cảm thấy kể từ sau khi con kết hôn thì con không còn thân với mẹ như trước nữa. Có thể là do mẹ đã suy nghĩ quá nhiều. Không phải, lỗi là tại con, là tại con không tốt. Vậy Gia Ni phải làm sao? Nó có làm khó con không? Chuyện này mẹ không cần phải lo. Chuyện của con tự biết cách giải quyết. Trước đây ba đã từng nói với con, tuyệt đối không được để cho mẹ phải chịu bất cứ uất ức nào. Tóm lại mẹ yên tâm đi, chỉ cần làm mẹ tức giận thì không cần biết là ai, con cũng sẽ không bỏ qua. Con đưa mẹ về nha. Đi thôi. Nè, bà mau uống chén thuốc bắc này đi. Đã quá giờ uống thuốc rồi đó. Trí Diễn, nó thật sự quyết định không mua nhà nữa sao? Vậy chuyện này làm sao nói chuyện với vợ nó đây? Hai đứa nó chỉ vì tôi mà cãi nhau y xèo. Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên tôi thấy tụi nó cãi nhau. Đều do tôi hết. Chuyện này bà cũng đừng quan tâm nữa. Chuyện này từ khi bắt đầu là lỗi của Giai Ni. Bà cứ để Trí Diễn dạy lại nó đi. Bà đừng lo nữa. Nè, uống thuốc đi. Coi chừng nóng nha. Nè. Nè, Jenny gọi em. À, vậy anh mở loa giùm em đi. Alo, gì đó Jenny? Chuyện gì vậy chị? Alo, Jenny, nói chuyện đi. Là chị đây. Em biết rồi, tối vậy gọi em làm gì? Chuyện bán nhà bất thành rồi. Cái gì? Sao lại như vậy? Rồi em biết rồi, gặp nhau đi rồi nói nha, chị đang ở đâu? Được rồi, em lập tức tới nhà chị ha. Tạm biệt. Anh đoán có chuyện gì?
Em đã nói là chuyện bán nhà không thể nào đơn giản như vậy. Mẹ Trí Diễn lại nuốt lời rồi. Hay là anh đi khuyên Du Trí Diễn với em đi được không vậy? Không thể để anh ta ức hiếp chị em được. Tính cách của Du Trí Diễn em còn không biết hả? Giờ mà anh khuyên là thêm dầu vào lửa không tác dụng. Thôi em đi đi. Vậy thôi em đi nha. Anh không cần chờ em đâu, ngủ đi. Được rồi, đi cẩn thận nha. Ừ, anh ngủ trước đi. Alo, đang làm gì đó? Ngày mai khai mạc triển lãm, đang sắp xếp bố trí lại mọi thứ. À, cô có cần giúp gì không? Ừ, thôi dơ lắm, tôi cũng không dám làm phiền anh đâu. Tôi không có sợ dơ, ở sạch lâu quá rồi. Cũng đang muốn dơ chút nè. Chị cũng thiệt là. Hả? Chị coi chị khóc rùm beng lên hết rồi. Dù Trí Diễn anh ta đi đâu rồi? Đi theo mẹ đấy luôn rồi. Hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Gọi điện thì không nghe. Chị cứ gọi miết cuối cùng cũng tắt máy luôn. Cầm lấy. Triệu Gia Ni, em yêu cầu chị ngay lập tức lau khô nước mắt liền cho em. Chị cứ tiếp tục khóc như vậy á, đảm bảo ngày mai mắt của chị sẽ sưng dù lên cho mà coi. Đồng nghiệp của chị sẽ nhìn chị thế nào đây? Hình tượng của chị đâu mất rồi. Em nói coi Du Trí Diễn có quá đáng không? Có phải quá đáng lắm không? Rõ ràng chuyện này đã nói xong xuôi hết rồi, cuối cùng anh ấy lại nuốt lời. Chị vẫn luôn nghĩ anh ấy là người hiểu lý lẽ. Tại sao chuyện này anh ấy lại cố chấp, lại ngang bướng đến như vậy chứ? Em thấy cũng không thể nói anh ấy không có lý lẽ. Mà vấn đề ở đây là lập trường. Mỗi người đều có lập trường của mình. Đứng trên lập trường của chị, chị muốn mua nhà, muốn cải thiện cuộc sống, điều này không có gì sai. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ anh ấy lại đứng về phía mẹ mình. Anh ấy không muốn khuyên mẹ anh ấy bán nhà, biết làm sao đây? Vậy chị phải làm sao đây? Làm sao hả? Chỉ có một cách duy nhất, bình tĩnh. Cho Trí Diễn một thời gian để anh ấy bình tĩnh lại. Có thể anh ấy sẽ nghĩ thông thì sao? Chị cho anh ấy thời gian. Vậy chị còn không phải là lo cho bên Văn Sâm đang cần phải bán gấp sao? Vậy chị định làm gì đây? Ép anh ấy hả? Có kết quả không? Chị ơi, đừng hồ đồ, nhà không mua được. Chuyện hôn nhân của anh chị lại có vấn đề. Vậy có phải là ngốc không? Nếu như anh ấy quyết không bán nhà, vậy chị cũng không sống với anh ấy nữa đâu. Chị coi chị nói lời ngốc nghếch chưa kìa. Mẹ của anh ấy không chịu bán nhà, đó là chuyện của mẹ anh ấy. Nhưng nếu chỉ vì chuyện này mà vợ chồng chị nảy sinh mâu thuẫn, không phải là lấy sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình sao? Đúng không? Được rồi, đừng khóc nữa. Hơi bị lâu rồi đó, tôi sắp chết đói rồi đây. Đây chính là cái giá cho sự kén ăn. Mà sao nhất định phải là nhà hàng đó mới được gì? Phải xếp hàng lâu lắm mới mua được đó. Nè, ăn đi. Lâu rồi không ăn ở nhà hàng này, không biết mùi vị có thay đổi không? Ngon tới mức độ đó luôn hả? Ăn rồi trường sinh bất lão sao? Ngon ghê á. Anh thấy là sao? Cũng bình thường thôi. Được rồi, nhiệm vụ của anh đã hoàn thành. Anh về đi. Quý cô thật là ngại quá. Phí giao hàng là 56 đồng 8, phiền cô trả cho. Tôi đã cất công giao tới tận đây cho cô rồi, cảm ơn. Giao hàng lâu như vậy mà còn dám mở miệng đòi tiền, không khiếu nại anh là may lắm rồi. Tôi xin lỗi, tôi nói sai rồi, thật là ngại quá. Có thể nào đánh giá cho tôi 5 sao hay không vậy? Nếu không là tôi sẽ bị mất việc đó thật đó. Cảm ơn. Không có tiền, tặng bức tranh kia nha.
Bức tranh này đáng tiền không? Mờ mờ ảo ảo, giá cái gì vậy? Mấy thứ khác quả thực tôi không thể nhìn ra được, nhưng thân hình có vẻ được đó. Thì ra là khả năng cảm thụ của anh chỉ dừng ở mức độ này thôi. Vậy thì tôi hỏi cô một câu nha. Cô là một cô gái hơn 20 tuổi rồi, cô mặc một bộ đồ đơn giản như vậy, đứng trước một người lớn tuổi để người ta vẽ, cô không thấy như vậy là dễ dãi sao? Vậy thì tôi hỏi lại anh nha, nếu như mẫu vật của anh là một trái táo, thì anh nghĩ trái táo có dễ dãi không? Không, không, không. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cái này nếu như mà nhìn từ góc độ quân sự, cô nhìn kiểu nào cũng không thể giống một quả táo. Thật là ngại quá. Nhưng khi làm người mẫu, tôi chính là như vậy. Bây giờ trong đầu của tôi lại tưởng tượng cảnh lúc làm mẫu. Cô tươi trẻ tràn trề xinh đẹp quyến rũ, lại còn không mảnh che thân, rồi đứng trước mặt người đàn ông. Cô làm sao đảm bảo được trong lòng họ không có những thứ khác à, như là tạp niệm các thứ, đều là vì nghệ thuật hết hả? Để có nhảm vậy chứ. Trong đầu bọn họ thật không có một chút suy nghĩ lệch lạc nào. Dù nghĩ thế nào tôi cũng không thể nào hiểu nổi hả? Tôi vẫn luôn cảm thấy anh là một người rất thú vị, nhưng không ngờ anh lại ấu trĩ như vậy. Anh cũng không khác gì những người đàn ông khác. Cô gái ơi, bây giờ cũng là nửa đêm rồi, tôi cũng phải tất bật vất vả đem đồ ăn tới đây cho cô, phục vụ cho cô. Không có công lao thì cũng có lòng thành. Cô lại tỏ thái độ này hả? Anh tự nguyện mà, đáng đời anh thôi. Anh nói bây giờ đã là nửa đêm rồi, một người đàn ông đã có gia đình có vợ con chạy tới làm chân sai vặt cho một cô gái 20 tuổi. Bộ anh không có ý định nào khác sao? Bộ anh không có bất kỳ động cơ gì sao? Đúng vậy. Đúng đó. Quả thật là tôi có mục đích đó. Nè. Nè, kỳ lạ thiệt nha. Cô biết là tôi có mục đích khác, thì tại sao cô vẫn để tôi tới? Cô có ý gì đây? Không thú vị gì hết. Ủa, về rồi hả? Chuyện bên nhà Jenny sao rồi em? Vẫn còn ổn. Đúng là phí công mà. Hồi nãy đi đâu vậy? Sao em thấy vài anh vẫn để ở ngoài? Hả? Ra ngoài hả? À đúng vậy, anh mới ra ngoài vậy. Anh đi đâu chứ? À, thì anh chuyện là cái xe không phải cứ bị hư cái báo chống trộm hay sao? Cứ kêu lên miết thôi à. Anh sợ bị người ta lấy mất. Phải không? À... thật không đó. Em sao vậy? Sao đó? Em nghi ngờ anh hả? Ánh mắt gì đó? Không có, em không có nghi ngờ anh. Nè, anh làm gì vậy? Mẹ em đang ngủ ở phòng kế bên đó. Làm sao em nghi ngờ anh? Có phải không nghi ngờ anh thì chứng minh anh không làm việc xấu, có phải không? Nè, được rồi, nhẹ tay chút đi. Anh này. Tối hôm qua em nói với chị sao hả? Không được khóc, không được khóc mà. Chị không còn trẻ nữa, chỉ cần chị khóc thì mắt chị nhất định sẽ bị sưng lên. Bây giờ làm sao chị đi làm đây? Chị cũng đâu muốn khóc, nhưng mà chị buồn, chị không thể chịu nổi. Vậy mới nói làm phụ nữ như chúng ta không dễ dàng chút nào. Trong lòng có buồn thì nhất định cũng không được thể hiện ra. Nếu như không biết tự tiết chế thì khổ càng thêm khổ. Nè, chị đã lấy đá chườm lên mắt chưa? Đang chườm nè, hai cây đá dài. Được rồi, không nói chuyện với em nữa. Chị đi làm đây, không lại bị trễ nữa. Hả? Thank you.
Giai Ni nửa đêm gọi điện thoại khóc với thù địch. Không sai được đâu. Tối hôm qua không biết làm sao em không thể nào ngủ được. Sau đó thấy thù địch nghe điện thoại rồi đi ra ngoài. Kiểu này chắc là bên thông gia nhà chị không cho tụi nó bán nhà cũ rồi. Bà xem. Tôi biết ngay mà, bà xem đi. Hôm nay mới sáng sớm, em hỏi thù địch, thù địch lại không cho em nói với anh chị. Em nghĩ ngay là thế nào cũng liên quan tới chuyện bán nhà rồi mà. Đúng vậy. Thì vậy đó, Giai Ni đã trả tiền cọc nhà rồi, có đúng không? Đặt cọc rồi thì làm sao mà lấy lại được đây, có phải không? Hả? Cho nên nó vừa đi khỏi nhà, em lập tức nói cho anh chị biết. Anh à, chị dâu, em nói anh chị nghe, chuyện này á, hai anh chị nhất định phải tham gia, nhất định phải lên tiếng, thái độ dứt khoát vô. Ông à, phải làm sao đây? Giai Ni đã chuyển trước 50.000 tiền cọc rồi. Nếu như không mua được căn nhà đó, coi như 50.000 đổ sông đổ biển rồi. Trời da, chuyện tiền bạc để qua một bên đi. Quan trọng là cục tức này không thể nào nuốt nổi. Đúng vậy đó chị à. Ôi, bà Hồ Mỹ Lâm đó ức hiếp người quá đáng mà. Đúng vậy. Lúc gả con gái đi, tôi thế nào hả? Tôi không có đòi hỏi gì hết. Bây giờ hai đứa nhỏ muốn bà ta giúp đỡ, bà ta lại dở cái giọng đó ra. Trời ơi, đúng đó. Anh à. Hả? Em lúc đầu đã nói cái gì hả? Em đã nói là cho dù nhà bên họ không có tiền, không có nhà mới, đúng không? Đúng. Nhưng mà phải để cho Giai Ni đứng tên trên căn nhà đó, có đúng vậy không? Vậy mà anh chị lại không nghe. Không phải là chúng ta bán con, chúng ta phải để cho họ thấy cưới dâu không phải là một chuyện đơn giản. Phải để cho họ đổ chút máu. Có như vậy thì lúc cưới về người ta mới tôn trọng. Nhưng mà chị dâu đâu có nghe đâu. Thêm tính tình của Giai Ni nữa. Trời đất ơi, bây giờ thấy chưa hả? Đã thấy chưa? Làm người không nên quá lương thiện. Không nên quá lương thiện, có đúng vậy không? Đúng. Trời ơi, Quốc Hồng à, bây giờ em nói mấy chuyện này cũng muộn rồi. Em mau nghĩ cách gì cho anh chị trời đi. Trời ơi, không cần Quốc Hồng nghĩ cách nữa. Hồ Mỹ Lâm bà ta không nói lý lẽ, có đúng không? Vậy thì để tôi đi cho bà ta biết thế nào là lý lẽ nè. Trời, ông mà ông đi đâu vậy? Trời ơi, bà không cần quan tâm tôi làm gì. Bây giờ tôi chỉ hỏi bà một câu thôi. Ở cái nhà này, lời nói của tôi có còn giá trị hay không? Bà mau nói đi, bây giờ lời nói của tôi có giá trị hay không vậy? Có. Được. Có câu nói này của bà là được rồi. Tôi nói bà nghe nè. Tôi không thể để bà, để Giai Ni, để Hiên Hiên không có nhà để ở. Đi đây. Nè, ông à. Trời ơi, chị dâu, đã. Chị dâu à, ngồi đi. Em nói chị nghe nha. Người tốt á, bị ức hiếp. Còn ngựa tốt thì bị người cưỡi. Bên thông gia nhà chị quá đáng quá rồi. Phải cho bà ta một bài học mới được. Phải cho bà ta một bài học. Thế nào hả? Nhất định phải dạy dỗ bà ta. Coi bà ta làm được gì chị hả? Không có sợ gì hết. Không việc gì phải sợ. Có em đây hả? Dù sao cũng là thông gia mà, sao có thể làm thông như gia vậy được chứ? Người ta đã như vậy với chị rồi mà chị còn thông gia chứ không thông gia hả? Tôi tìm Du Trí Diễn. Chú là... Tôi là ba vợ nó. Vậy thì chú chờ một chút để con hỏi chủ biên xem anh ấy có thời gian không. Được, tôi đứng đây chờ. Dạ, chú chờ một chút. Được. Vậy cái này cậu đem về xem đi nha. Dạ. Chủ biên, ở dưới có một chú nó là ba vợ anh, muốn gặp anh. Cô giúp tôi nói là tôi không có ở đây nha. Dạ, tôi biết rồi. Chú Biên, anh không sao chứ? Không sao. Vậy anh coi chúng ta quyết định vậy luôn ha. Được rồi. Dạ. Nè, anh có phát hiện hôm nay tâm trạng của chú Biên không được tốt không? Có. Bình thường anh ấy nói chuyện cởi mở lắm, hôm nay không nói tới 10 câu nữa. Dạ chú ơi, thật ngại quá. Hôm nay chú Biên không có ở tòa soạn. Hả? Chú Biên không có ở đây sao? Cô có nói xạo thì cũng phải có lý do hay chứ. Cô không cho tôi gặp, tôi không tin là mình không tìm ra. Nè chú ơi, con đã nói là chú Biên không có ở đây rồi, con không có gạt chú đâu. Tôi đi tìm con rể của tôi, cô dựa vào đâu mà cản tôi chứ, tránh ra đi. Chú ơi chú,
Nếu chú dẫn cô chấp vậy thì theo quy định bảo vệ có thể bắt chú đó. Hù tôi sao? Tôi cho cô biết nè, tôi ăn muối còn nhiều hơn cô ăn cơm nữa kìa. Tránh ra, cô tránh ra đi. Bảo vệ, bảo vệ. Nè, làm gì vậy? Nè, đừng vậy chứ. Nè, đi ra ngoài. Cậu làm gì vậy? Hả? Đi. Tôi tìm người mà. Nè, tôi nói nè, cậu làm cái gì vậy? Tôi đâu làm gì đâu. À, mấy cậu làm gì vậy hả? Nè, 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 nè. Mấy người, nè, mấy người, đứng lại, đứng lại không? Trời ơi, đau quá, đau quá, đau thiệt nha. Ui à, đau. Alo, mẹ. Mẹ nói cái gì? Ba con biết được chuyện mẹ chồng con không đồng ý bán nhà, tức giận bỏ đi đâu rồi không biết. Mẹ sợ xảy ra chuyện. Mẹ đừng có lo quá, để con gọi cho ba thử, con cúp nha. Alo ba, ba đang ở đâu? À, dạ, ba đang ở trên đường Nam Kinh Tây nè. À, dạ. Ba làm sao vậy? Ba chờ con chút đi, ba đừng đi đâu hết. Giờ con qua chỗ ba liền. Ơi giờ đi đâu vậy con? Con đưa ba đi massage. À, ba. Hả? Ba nói con nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? À, thì ba đi tới chỗ của Trí Diễn. Cái cô gái đó còn nói với ba cái gì mà... Từ từ thôi ba. À, cái gì... cái gì mà chủ biên không có ở đó, không cho ba vô tìm thì nói đàng hoàng đi, lại còn kêu bảo vệ tới ném ba ra ngoài nữa chứ. Còn coi cái thằng Trí Diễn này đúng là quá đáng rồi mà. Ba, đây là chuyện riêng của con tự giải quyết được. Ba cứ kệ con đi. Làm sao mà ba kệ được đây? Rõ ràng là đang ức hiếp nhà chúng ta còn gì. Ha, tới cháu của mình cũng mặc kệ được sao? Sure.